Chào các bạn, ở đây thì mình đang có một cái bộ phụ kiện mới của Mili mang tên là iData Plus Drive. Thì đây là một cái bộ nhớ mở rộng dành cho cả iPhone, iPod, iPad và cả những cái máy của Android thì chúng ta đều có thể sử dụng được. Thì cái điều đặc biệt là chúng ta có thể truyền hình ảnh, nhạc, video, tài liệu hay là quản lý file và thậm chí là backup cả cái canh tác của chúng ta vào trong cái bộ nhớ lưu trữ mở rộng này. Thì với cái sản phẩm này chúng ta sẽ có hai màu, đó là màu bạc và màu vàng gold. Thì cái màu vàng gold này nó làm tương tự như cái màu mà Apple họ làm với sản phẩm của họ. Thì mình sẽ chọn cái màu vàng gold đẹp hơn để giới thiệu với các bạn. Thì về cái phần kết cấu bên trong, chúng ta sẽ có những cái thành phần. Đây, khi mà các bạn mở hộp ra chúng ta sẽ thấy ngay những cái thành phần kèm theo cái sản phẩm. Bên trong thì có thêm một cái là hướng dẫn nhỏ gọn, hình giống như một cái iPhone thu nhỏ, với cái thông tin là Mili iData User Guide. Thì bên trong này chúng ta sẽ có những cái thông tin để kết nối cũng như các cách mà chúng ta sử dụng với sản phẩm này. Ở bên trong hộp khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có cái hai cái dây kèm theo. Thì đây là hai cái dây mà chúng ta sẽ sử dụng với hai hệ điều hành lớn hiện nay là Android và iOS. Chúng ta có thể sử dụng cái dây OTG này để sử dụng với những cái máy của Android, và với cái dây OTG, cái cổng USB này, chúng ta có thể sử dụng để truyền vào trong máy tính để lưu giữ những cái thông tin của chúng ta. Và đặc biệt thì khi các bạn mở cái phần hộp ra sẽ có thêm một cái nắp kèm theo sản phẩm. Đây, cái phần nắp này sẽ giúp cho chúng ta đậy cái cổng kết nối đối với những cái máy quay vào lại và bảo quản thiết bị tốt hơn. Về mặt kết cấu thì cái Mili iData này chúng ta sẽ có một cái phần thân được bọc kim loại. Thì các bạn có thể thấy là cái màu vàng gold này nó tương tự như cái màu vàng gold ở trên cái iPhone, cho nên nó đồng nhất màu và khá là đẹp. Ở phía trên chúng ta có một cái cổng Lightning để chúng ta kết nối với những sản phẩm Apple hỗ trợ cái cổng sau này. Còn ở phía dưới chúng ta có một cổng micro USB để kết nối với những cái thiết bị của Android và cũng như là truyền cái dữ liệu ở phía trong cái USB này ra ngoài máy tính. Khi mà chúng ta sử dụng với những cái máy của Apple thì chúng ta sẽ phải cài đặt một cái phần mềm mang tên là iData được tải miễn phí từ kho ứng dụng App Store của hãng. Còn với các bạn sử dụng cái hệ điều hành Android thì chúng ta có thể sử dụng cắm trực tiếp với cổng OTG vào đây và sử dụng như một cái USB plug drive mở rộng, không cần phải thông qua một cái ứng dụng nào cả. Thì bây giờ mình sẽ cắm vào ngay để các bạn xem cách mà nó hoạt động. Khi mà chúng ta cắm vào thì tự động cái ứng dụng sẽ được tải về. Thì đây mình đã tải trước thì ứng dụng sẽ hỏi là cho phép sử dụng hay không. Thì với cái thiết bị này chúng ta sẽ sử dụng với hai cái chiều, một là chiều đi vào iPhone, một là chúng ta cái chiều đi vào cái thiết bị lưu trữ này. Khi mà chúng ta bấm cho nó vào cái bộ nhớ trong của iPhone thì chúng ta sẽ truyền được một số những cái thông tin như là hình ảnh, nhạc, video, document và cái những cái dạng file khác mà chúng ta có thể sử dụng để lưu trữ vào bên trong. Ngoài ra thì các bạn có thể vào trong phần setting để tất cả thêm một số những cái thông tin khác. Hoặc nếu các bạn muốn truyền hình ảnh hay là dữ liệu từ trong cái iPhone ra cái thẻ nhớ này thì chúng ta có thể chưa chọn vào trong cái mảng external storage này. Thì khi trong cái ứng dụng này chúng ta sẽ có những cái thông tin cũng như những cái dữ liệu tương tự như với cách mà chúng ta import vào trong iPhone. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm cái contact ở phía dưới để chúng ta có thể backup. Thì cái dữ liệu, cái dung lượng chính xác của cái Mili iData này đó là khoảng 30GB. Thì ở đây nó báo khoảng 30GB. Thì các bạn có thể sử dụng cái bộ nhớ này để hỗ trợ cũng như là hỗ trợ rất nhiều cho cái iPhone các bạn. Nếu như các bạn sử dụng cái máy iPhone 16GB không đủ dung lượng, chúng ta có thể sử dụng cái này để mở rộng và lưu trữ dữ liệu tốt hơn. Sản phẩm hiện đang có tại các cửa hàng của Mai Nguyên thì các bạn có thể đến xem thử cũng như trải nghiệm thử cái cách mà chúng ta sử dụng với cái bộ nhớ mở rộng này. Rất là tiện và rất là hợp lý trong cái thời buổi mà chúng ta sử dụng nhiều cái công cụ điện tử như hiện nay. Xin chào và các bạn trong những video lần sau.